Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm món mì tôm chiên giòn nhé. Món này là dù cho bữa sáng hôm nay rất hợp, và các bạn là không cần rất nhiều thời gian mà lại cần ngon. Các bạn cần chuẩn bị cho mình nguyên liệu nhé. Mì tôm này, ruốc này, hoặc là ruốc trà bông cũng được các bạn ạ. Đây là mình làm ruốc trà bông này, nhưng mà mình mua thịt lợn này, hôm nay là con lợn xè nên là nó hơi đen một chút. Và các bạn cho mình hành lá nhé, một quả trứng này, và các bạn thái cho mình ít hành thơm này để mình phi lên ấy, cho nó thơm ấy. Và mì tôm thì các bạn trần cho mình nhé, sau đó mình sẽ vớt ra và mình rửa lại bằng nước nóng để cho nó bỏ bớt cái dầu, lượng dầu ở trong cái mì tôm đấy các bạn ạ. Đây, như thế này là được rồi các bạn ạ. Là mình đã chuẩn bị mì tôm xong ạ, và mình sẽ cho nước nóng vào để mình trần mì tôm nhé. Đây, nước súp mình vừa đun xong thì là bây giờ mình sẽ cho vào để mình trần. Các bạn trần để cho nó lở ra là được. Trong lúc chờ đợi mì tôm trần được các bạn nhé, các bạn đi làm hỗn hợp này cho mình nhé. Các bạn cho mình phần bột canh của mì tôm ấy, các bạn cho mình hết một cái gói vào bát trứng nhé. Và các bạn cho mình đây, mình sẽ trộn những thứ này vào nhé. Hành lá các bạn cho mình một lửa vào nhé, còn một lửa sau đó mình sẽ cho lên rắc lên trên mặt của mì tôm chiên đấy. Và ruốc các bạn cũng cho mình, không muốn dùng một đũa này thì mình đã có trứng cho cái đũa này. Bạn cho mình một phần ruốc vào nhé. Rồi, các bạn đánh tan cho mình hỗn hợp này đi. Các bạn chỉ cần dùng một quả trứng gà hoặc một quả trứng vịt thế nhé, không cần nhiều các bạn ạ. Đây là mình dùng một quả đấy, nhưng mà các bạn ăn nhiều thì các bạn có thể dùng hai quả cũng được nhé. Và mình đánh tan này để cho cái bột canh và trứng hành nó hòa quyện với nhau nhé. Rồi, như thế này là được rồi các bạn ạ. Mình sẽ để vào đây và để mình đi xem cái gói mì tôm này của mình được chưa các bạn nhé. Thì các bạn, mì tôm của mình đã mình trần vào nước nóng nên là rất nhanh được. Và mình sẽ đi rửa lại bằng nước lã nhé, để cho nó hết cái mỡ của cái dầu mì tôm ấy nhé. Đây các bạn, sau khi mình trần mì tôm xong rồi và mình đã đi rửa bằng nước lã rồi đấy. Mình để cho nó róc nước các bạn nhé, để mình cho lên bếp mình nấu nhé. Nhưng trước khi mình nấu mình đã sẽ phi hành thơm trước các bạn ạ. Đây đã, các bạn khi mì tôm của mình đã róc nước nhé, các bạn cho mình vào cái tô này nhé. Và các bạn đổ cho mình bát trứng này vào. Và mình sẽ phần hỗn hợp này nó trộn đều lên các bạn nhé. Các bạn trộn đều trứng, mì tôm này, ruốc, hành vào. Sau đó mình sẽ cho lên chảo để mình chiên nhé. Với món này ăn với bữa sáng là rất ngon, mà lại không mất nhiều thời gian. Rồi, bây giờ mình sẽ cho lên chảo. Các bạn cho chảo lên bếp nhé, và mình cho dầu ăn vào. Và bây giờ mình sẽ đổ hành thơm, khi dầu đã nóng ấy, mình sẽ đổ hành thơm vào để mình phi các bạn nhé. Mình phi hành thơm lên thì sau đó mình rắc lên trên bề mặt của cái mì tôm chiên này thì nó rất ngon. Bạn phi vàng hành lên cho mình nhé. Mình chỉ cần một nửa vừa đấy các bạn, không có là quá cháy thì hành của mình nó mỏng ấy. Khi hành đã vàng này rồi các bạn ạ, mình sẽ vớt ra nhé.
mình sẽ rớt ra cái đĩa. Mình sẽ vớt ra cái đĩa cạnh đĩa ruốc này luôn các bạn ạ. Như thế này là được phần hành phi rồi các bạn ạ. Mình có thể chảo dầu này luôn các bạn ạ. Và mình sẽ cho mì tôm vào để mình chiên nhé. Đây các bạn đổ bát mì tôm mình vừa trộn đều vừa nãy rồi đấy. Các bạn đổ đều lên cho mình nhé. Các bạn làm đều ra cho mình. Các bạn dùng thìa các bạn dí xuống cho mình nhé, để cho mì tôm nó dính vào với nhau nhé, nó liên kết thành một cối nhé, chứ không có là nó sẽ bị rời rạc ra ấy. Các bạn chiên vàng cho mình lên nhé. Với chiếc mì tôm ăn sáng như thế rán giòn như này thì ai cũng muốn ăn các bạn ạ. Mà mình loại bỏ hết cái dầu của mì tôm rồi, còn lại mì tôm không thôi. Và mình sẽ thay thế bằng các nguyên liệu của mình làm tự sẵn có các bạn ạ, nên là nó sẽ ngon hơn. Mình sẽ dán vàng hai mặt lên các bạn ạ. Mình sẽ dán vàng mặt dưới, sau đó mình sẽ đặt lên để mình dán vàng mặt tiếp theo nhé. Nhà mình con trai và con gái cũng đều rất thích ăn món này. Món này với trẻ là đang rất muốn thích ăn các bạn ạ. Rất hot đấy. Mình dán cho vàng nhé. Thì các bạn sau khi mình chiên được một lúc rồi nhé, bây giờ mình xem là nó vàng chưa các bạn, để mình dở lên. Nó vàng rồi các bạn ạ. Các bạn dùng cái dĩa này các bạn dở lên cho mình nhé. Các bạn lùa dĩa vào và mình đặt lên nhé. Wow, rất ngon các bạn ạ. Không phải là mì tôm của mình cháy đâu các bạn nha. Đây là cái hành đấy. Cái hành của nó không có gì cả. Các bạn lại chiên vàng cái mặt hành lên cho mình. Và bây giờ mình sẽ rắc ruốc và hành lên. Đây các bạn, mình sẽ rắc ruốc nha. Rắc đều lên. Và hành thơm nữa. Đúng rồi. Mình đã phi khô rồi đây các bạn ạ. Hồi nãy đây. Và mình sẽ rắc lên cả hành lá nữa. Và các bạn cho nhỏ bớt lửa cho mình đây. Rồi mình sẽ nhỏ đi. Và mình chỉ cần dán cái mặt dưới của mình nó vàng lên là được. Các bạn dùng thìa các bạn lại dí xuống cho mình nhé, để cái mặt dưới nó vàng và ngon nhé. Các bạn có nhiều người ấy, là không thích ăn hành đâu, thì các bạn có thể cho thay thế bằng hành bằng các loại rau mà các bạn thích ăn nhé, rau thơm ấy, như rau mùi chẳng hạn đấy. Bây giờ mùa này là mùa rau mùi rất nhiều, mùi ta, mùi tàu, là tùy theo các bạn nhé. Mình chỉ dán thêm một vài phút nữa là mình sẽ được thôi. Đây các bạn, bây giờ mình thử kiểm tra xem mặt dưới của mình được chưa các bạn nhé. Một kẹo nữa là được các bạn. Và mình sẽ dưới một ít tương ớt lên các bạn nhé. Thế các bạn, bây giờ mình sẽ quét đều tương ớt lên nhé, là có thể dùng để ăn được rồi. Như vậy là mình cũng đã rán giòn rồi các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ cho ra đĩa là thưởng thức thôi. Đây các bạn, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cách làm món mì tôm chiên giòn cho bữa sáng nhé. Bây giờ mình sẽ cắt và mình ăn thử nhé. Rất giòn và ngon. Thank you.
rất giòn và ngon các bạn ạ. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của mình nhé. Mình xin dừng video tại đây, các bạn hãy like và đăng ký kênh của mình Ẩm thực miền quê nhé.